Trong video hôm nay em xin được mời các bác cùng với đồng hồ Vang Vọng đi tìm hiểu xem tại sao chiếc ô tô 360 có cái giá cao như thế các bác nhé. Mấy trăm triệu cơ à? Đúng rồi các bác ạ, đây là một chiếc 360 zin nguyên bản đang có sẵn tại đồng hồ Vang Vọng. Bước đầu tiên chúng ta sẽ nhận xét đây là một mẫu thiết kế thùng vân nu đối xứng bông quả chặn trực tiếp, và là một cái mẫu thùng được gọi là thùng thiết kế thùng râu mực các bác nhé. Một mẫu thùng nổi tiếng và đỉnh cao nhất trong dòng ô tô 360. Rồi, về thiết kế thùng thì chắc chắn rồi, nó sẽ hơn một số thiết kế thùng đơn giản hoặc là tiêu chuẩn các bác nhé. Giá cả nó đã khác nhau. Rồi, điểm thứ hai chúng ta cần quan tâm đó là gì? Đó là mặt số nổi nằm của chiếc đồng hồ ô tô 360 này đang sở hữu. Đây là một cái bộ mặt số nổi chân cài các bác nhé. Một cái bộ mặt số nổi chân cài rất là đáng giá, vì những chiếc ô tô 360 rất là ít khi có những phần mặt số nổi nằm đẹp như chiếc này. Đấy, chiếc này thì nó cũng chỉ đẹp tầm trên 95% thôi, còn muốn đẹp nữa thì phải tầm 98, thì hiện tại thì rất là ít các bác nhá, như tầm 95%, nhưng mà số của chiếc này nó đã rất là hiếm rồi các bác ạ. Đó. Còn về thiết kế tiếng chuông thì tất nhiên rồi, đã là 360 thì chúng ta sẽ chơi trên bộ gồng EM, chơi hai bản nhạc Westminster là một này, bản gai cai lông là hai này, và sẽ có cái tiếng chuông kép điểm giờ bính bong mà chỉ có đồng hồ ô tô máy 10 mới có các bác ạ. Và tại sao 360 này có giá trị cao như thế? Vì cái bộ gông EM này nó rất là dài luôn các bác ạ, rất là dài luôn các bác nhé. Và cái tiếng chuông đi ra của chiếc trên bộ gông này nó cực kỳ là hay, ngân nga. Phải nói là bác đã nghe qua là các bác ấy sẽ mê và nhận xét luôn các bác điều là nhiều bác chơi 54, nhiều bác chơi 57 rồi, đến nghe 36 có cái sự khác biệt hẳn luôn các bác ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi thử tiếng chuông luôn, và sau đó sẽ là cái bộ máy mà chiếc ô tô 360 này đang sở hữu các bác nhé. Miên man và quá là mê đúng không các bác? Đó là cái tiếng chuông. Còn bây giờ xin được mời các bác cùng em xem qua bộ máy nhá. Một bộ máy đỉnh cao của đời ô tô 360. Các bác đợi em một chút. Và đây là bộ máy của chiếc ô tô 360 các bác nhá. Em vừa tháo ra. Nó sẽ được gọi là một cái thông số là bộ máy 3 vách bệt xoáy đời 4 số. Đó. Với cái vách máy rất là dày các bác nhá. Đây sẽ là cái thiết kế của nô gai đây. Những cái chi tiết nhỏ nhất đều cam kết với các bác là zin nguyên bản toàn bộ. Đó, vách đồng xoáy. Rồi, đấy là thiết kế mặt đằng sau các bác nhá. Logo, số sơ đi chuyện đầy đủ đấy các bác này. Đây sẽ là thông số 36. Đó. Chiếc này có cái số sơ đi khá là đẹp các bác ạ. 2906. Rồi, bây giờ em sẽ được tháo lại để các bác nhìn xung quanh nhá. Đây là phần của nogai các bác nhá. Đây, vách máy rất là dày và đẹp đây. Bộ đầu vô này, quá tuyệt vời các bác ạ. Mọi thứ có trên chiếc đồng hồ có trên cái bộ máy này thì phải nói các bác rằng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Vách đồng thì quá là dày rồi các bác nhá. Các bác nhìn này, trục thép bên trong nó còn trắng sáng một thép đấy các bác này. Đây sẽ là chi tiết của cần bình bong nhá. Rồi, thực ra xem như này là nhiều bác đã biết rồi, đây là một cái bộ máy zin đét đèn đẹp đúng không ạ? Và Vang Vọng cũng cam kết luôn với các bác rằng với bộ máy này và với cả chiếc đồng hồ này nữa, Vang Vọng cam kết cho các bác là zin nguyên bản 100%. Đấy, các bác phát hiện là điểm nào không zin nguyên bản, Vang Vọng đền bù cho các bác 200% giá trị luôn. Đấy, các bác nhìn đây, đây sẽ là bộ gông EM nhá, với những cái thanh thép này xanh đen đúng không ạ? Quá tuyệt vời các bác nhá. Đấy, đấy là lý do tại sao mà em muốn giải thích cho các bác một chiếc ô tô 360 bình bong này có giá trị cao và nó hay như thế rồi đấy đúng không ạ? Chúng ta đã biết thiết kế vỏ thùng đỉnh cao rồi, biết mặt số nổi đỉnh cao, biết bộ máy đánh giá zin nguyên bản này, biết bộ gông xanh có tiếng chuông hay rồi đúng không ạ? Rồi, thực sự bác nào quan tâm đến chiếc ô tô 360 này thì mời các bác liên hệ qua số điện thoại 0912 011 947 để Vang Vọng tư vấn kỹ hơn cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.